Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với chương trình giới thiệu sản phẩm của Thế Giới Máy. Sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là một dòng máy mài đến từ thương hiệu Husqvarna với mã là HMD1001. Máy có thiết kế nhỏ gọn giúp việc sử dụng trở nên dễ dàng. Máy có thiết kế thon, gọn và tròn giúp chúng ta cầm nắm sử dụng rất là đơn giản. Máy có công suất động cơ hoạt động là 950W, tốc độ vòng quay không tải đạt 10.000 vòng trên phút. Máy được bảo vệ bằng một lớp nhựa cao cấp giúp bảo vệ motor tránh khỏi khói bụi và giảm được nhiệt máy trong quá trình sử dụng. Máy sử dụng nguồn điện gia đình 220V, sử dụng được đĩa mài đạt 100mm. Đi theo máy chúng ta sẽ bao gồm một giấy hướng dẫn sử dụng, một tay cầm, một ốp bảo vệ, một khóa mở và hai ốc xiết đĩa. Các bạn lưu ý rằng đĩa mài sẽ không đi theo kèm máy khi các bạn mua sản phẩm. Bây giờ mình sẽ lắp máy cho các bạn cùng xem. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp tay cầm vào máy. Bước kế tiếp chúng ta sẽ lắp ốp bảo vệ vào. Chúng ta sẽ khóa chặt lại bằng tu vít. Cuối cùng chúng ta sẽ lắp đĩa mài vào máy. Các bạn muốn xiết đĩa, các bạn nên nhấn nút màu đen dưới đây để cố định lại đĩa. Sau khi các bạn đã lắp xong, các bạn thử xoay tay nhẹ xem đĩa có bị cạ vào miếng ốp bảo vệ. Và bây giờ mình sẽ ghim điện test công suất của máy cho các bạn cùng xem. Dây điện của máy có chiều dài được khoảng 1m2. Như các bạn đã thấy, máy mài Husqvarna HMD1001 của chúng ta hoạt động vô cùng mạnh mẽ, có tiếng ồn vừa phải, thiết kế nhỏ gọn, ngoại hình bắt mắt. Vừa rồi mình đã giới thiệu sơ qua về dòng máy mài Husqvarna HMD1001 này. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới màn hình hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng để được nhận tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình giới thiệu sản phẩm kế tiếp của Thế Giới Máy.